Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phan nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại bạc đạn, dây cu ra, các loại xe nhông xích, các loại bánh xe. Phan Nhân là một công ty chuyên cung cấp các loại thiết bị truyền động anh chị các bạn. Thiết bị truyền động thì chúng tôi thiết bị truyền động thì hầu như là bán những cái thiết bị con lan và nó truyền động, dùng để cho nó chạy, dùng nó lan, dùng để gán vào trong những cái bu ly để quay những cái trục quay. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một cái loại hàng, một cái nhãn hiệu hàng mà hiện tại là Phan Nhân đang bán ra thị trường rất là nhiều. Đó là một cái nhãn hiệu bạc đạn Asahi. Mà cái loại bạc đạn này nó chuyên về bạc đạn gấu đỡ nha. Chuyên về bạc đạn gấu đỡ. Thì cái loại hàng này nó chuyên về bạc đạn gấu đỡ. Bạc đạn gấu đỡ thì nó thường dùng trong các băng chuyền, trong các trục quay, trong các băng tải để vận hành những cái thiết bị đầu cuối. Có nghĩa là những cái băng chuyền dùng để chuyển tải những cái hàng hóa từ cái vị trí đầu cho tới vị trí cuối mà không có thông qua cái vấn đề mà bưng bê hoặc là vác. Thì cái loại hàng này nó thông qua những cái trục quay và người ta gắn vào những các băng chuyền như thế này, gắn vào các băng chuyền thông qua các trục quay, vì những con len nó làm cho cái băng chuyền nó chạy, thì những cái vật thể, những cái sản phẩm nó nằm trên băng chuyền đó thì nó tự chạy trên những con len đó. Thì đó là bạc đạn gấu đỡ. Thì hôm nay Hùng sẽ giới thiệu với anh chị và các bạn một cái loại bạc đạn, đó là bạc đạn mã hàng của nó là FL. FL là cái vỏ thôi anh chị các bạn, còn cái FL là cái vỏ này, còn cái bên trong của nó là cái ruột. Cái ruột của bạc đạn này thì nó có hai dạng, một cái dạng xài cho lỗ thẳng thì nó xài UC, và cái một cái dạng xài cho lỗ côn thì nó sẽ là UK. UK thì nó xài băng sông nha anh chị các bạn. Thì cái loại hàng này là nhãn hiệu của Asahi, hiện tại là Phan Nhân đang cấp cái bạc đạn là FL, UC FL hoặc là UK FL. Thì khi mua cái hàng này á, anh chị các bạn cho chúng tôi biết là anh chị đang xài cái bạc đạn gấu đỡ, cái mã của nó là UC FL hoặc là UK FL. Nếu mà UK FL thì anh chị các bạn có thể sử dụng thêm cái măng sông nữa, nó đút vô trong cái ống lốt này, cái trục này. Thì cái UC FL thì nó xài cho cái trục thẳng luôn, còn cái UK mà FL thì nó xài cho cái lỗ côn. Cái bạc đạn mà FL á, cái vỏ của nó là FL như thế này thì nó có hai cái tai. Trước đây thì Hùng có review cho anh chị và các bạn trong cả nước á, mình cái loại những cái mã hàng khác, ví dụ như UCF nè, UCT nè, UCBA nè, UC3H. Thì hôm nay FL là cái hình ảnh động của nó là như thế này đây. Hình ảnh của nó là như thế này. Đó, cái vỏ của nó, cái Phan Nhân có bán cả vỏ lẫn ruột nha. Đâm ra là khi anh chị các bạn mua ruột á, thì chúng tôi bán ruột. Ruột là cái này nè, mình tháo ra được nè. Cái ruột là cái này mình tháo ra được. Còn cái vỏ là cái này. Thường thường thì cái bạc đạn này thì cái vỏ nó lâu hư hơn cái ruột. Cái ruột thì nó chạy một thời gian nó bị rơ và nó bị lỏng. Đâm ra là người ta sẽ thay cái ruột. Còn cái vỏ thì nó ít bị hư bởi vì nó cố định. Đâm ra chúng tôi có bán ruột riêng và vỏ riêng. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ Phan Nhân cái hàng này. Thì chúng tôi có quy cách từ UCFL 203 tới UCFL 320. Bên cạnh đó thì chúng tôi có UKFL 203 tới UKFL 320. Thì khi mua hàng này anh chị các bạn cho chúng tôi biết là anh chị các bạn đang sử dụng là bạc đạn UCFL hay là UKFL. Thì mỗi cái loại hàng nó có kiểu khác nhau, nên đâm ra là mình phải nói cho nó đúng. Thì Phan Nhân mới báo giá đúng cho anh chị các bạn. Khi anh chị các bạn mua cái UK thì chúng tôi sẽ hỏi anh chị các bạn có sử dụng măng sông hay không sử dụng măng sông. Nếu mà sử dụng măng sông thì chúng tôi sẽ báo giá luôn măng sông. Mà nếu không sử dụng măng sông thì anh chị các bạn có thể có măng sông tồn kho hoặc có măng sông sẵn. Anh chị các bạn không cần mua măng sông thì nó sẽ tiết giảm chi phí cái vấn đề măng sông. Mình chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. Anh chị các bạn nhớ đăng ký kênh của Hùng để khi Hùng review những cái loại hàng khác, anh chị có thể nhận được những cái thông tin mới về kiến thức hàng hóa mà Phan Nhân có bán. Xin chào và hẹn gặp lại.